nếu bạn đang phải trải qua một quãng thời gian khó khăn, thì mong bạn có thể nghe được những lời này. 1. Mọi thứ có thể thay đổi và mọi thứ sẽ thay đổi. Nếu bạn cảm thấy như mình đang ở dưới đáy vực, thì con đường duy nhất chính là đường lên. Khó khăn sinh ra để thử nghiệm bạn, để bạn vượt qua nó, để biết rằng bạn xứng đáng với thành quả sau này. Vậy nên, đừng bỏ cuộc. 2. Thất bại không có nghĩa là kết thúc. Đằng sau mỗi một thất bại chính là một bài học, và thậm chí có thể nó còn mở ra cho bạn một cơ hội khác nữa. Vì vậy, hãy coi thất bại của chính mình là khởi đầu cho một thành công trong tương lai. Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi chúng ta bỏ cuộc thôi. 3. Sẽ luôn có những điều tích cực trong cuộc sống của bạn. Hãy tìm kiếm những điều đó, trân trọng, biết ơn nó. Hãy tập cho mình thói quen tập trung vào những điểm sáng trong cuộc sống của chính mình, thay vì chỉ nhìn mãi vào những thứ mình chưa làm được. Nếu đi trong đêm đen, hãy nhìn những vì sao đang soi sáng cho bạn, cho dù nó có rất nhỏ bé đi chăng nữa. Rồi bạn sẽ không bị lạc đường và tìm được lối ra. Chúc bạn luôn kiên trì với chính mình.